Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 9 năm 2021. Và trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Trà Vinh tổ chức tiêm vaccine đợt 11 phòng ngừa dịch COVID-19 mũi 2 cho cán bộ công nhân viên đang công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Lơ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Trà Vinh, trả lời phỏng vấn về lo ngại của người dân về tính an toàn lây nhiễm bệnh trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc những người nghi nhiễm COVID-19 để bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng. Nhiều người dân sinh sống trên địa bàn phường 7 thành phố Trà Vinh phản ánh việc chưa nhận được tiền hỗ trợ theo nghị quyết số 18 của Chính phủ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay ngày 4 tháng 9 tại trường Đại học Trà Vinh, ngành Y tế tỉnh Trà Vinh tổ chức tiêm vaccine đợt 11 phòng ngừa dịch COVID-19 mũi 2 cho cán bộ công nhân viên đang công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh. Theo kế hoạch, trong đợt này Trà Vinh sẽ tiêm vaccine loại Comirnaty Pfizer phòng ngừa dịch COVID-19 cho trên 2.000 đối tượng đã được tiêm vaccine Comirnaty Pfizer mũi 1 trước đó và sẽ được tổ chức tiêm trong 2 ngày 4 và 5 tháng 9. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, đến nay Trà Vinh đã được Bộ Y tế phân bổ 138.280 liều vaccine các loại phòng chống dịch COVID-19. Với nguồn vaccine này, ngành y tế tỉnh đã tổ chức được 11 đợt tiêm chủng cho gần 118.400 đối tượng trong diện ưu tiên cần được tiêm trước. Trong đó có gần 104.000 người đã được tiêm mũi 1 và có gần 14.500 người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, hiện nay Trà Vinh còn tồn 16.800 liều vaccine Moderna và 835 liều vaccine Verocell. Đây là hai loại vaccine để chuẩn bị tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã được tiêm mũi 1 cùng loại vaccine trong thời gian qua. Nhằm chia sẻ động viên tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên công đoàn tham gia trực khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn thành phố Trà Vinh, ông Nguyễn Quốc Dạng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh vừa đến thăm lực lượng trực 4 khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Tại các nơi đến thăm, ông Nguyễn Quốc Dạng thăm hỏi, chia sẻ động viên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung và mong muốn các anh em tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố nói riêng và tỉnh cả nước nói chung. Nhân dịp này, đoàn đã trao tặng các nhu yếu phẩm cần thiết cho lực lượng. Phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện tinh thần đoàn kết, chia sẻ khó khăn của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, tổ chức công đoàn trong việc chung tay ủng hộ phòng chống, tiến tới đẩy lùi đại dịch COVID-19, góp phần khích lệ, động viên kịp thời tinh thần đối với các lực lượng tham gia trực tại khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Ngày 3 tháng 9, bà Quỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư huyện ủy Càng Long tổ chức đoàn đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 ở các xã thị trấn trong huyện. Tại các nơi đến, bà Quỳnh Thị Hằng Nga ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch và nhấn mạnh thông điệp của Thủ tướng Chính phủ, xem xã phường thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân. Bí thư huyện ủy yêu cầu mỗi xã thị trấn phải phát huy tinh thần chống dịch cao độ, huy động người dân thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, quyết tâm không để xuất hiện ca F0 trong cộng đồng. Đặc biệt là không chủ quan lơ là, phải quản lý chặt chẽ người từ nơi khác đến. Ngoài ra cần tăng cường công tác rà soát, nắm chắc các đối tượng trên địa bàn, tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn, củng cố và phát huy hiệu quả các đường dây nóng, phân công trực tiếp nhận và xử lý kịp thời các ý kiến kiến nghị của người dân, tiếp tục hỗ trợ nông dân kết nối tiêu thụ nông sản, không để tồn động. Ngày 3 tháng 9, bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Cầu Kè cùng lãnh đạo Ban Nhân dân huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tiếp nhận gạo để cứu trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Trong đợt hỗ trợ gạo cho huyện lần này, gồm ông Đỗ Tấn Phi ở ấp Trà Ốt, xã Thông Hòa hỗ trợ 2,5 tấn gạo, đại đức Thạch Lệ, trụ trì chùa Tà Ốt, ấp Xóm Lớn 2 tấn và đại đức Thạch Sa Thanh, phó chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Cầu Kè, trụ trì chùa Ô Ròm, xã Châu Điền hỗ trợ 500 kg với tổng số gạo hỗ trợ trị giá 70 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận số gạo này, huyện sẽ hỗ trợ cho huyện Duyên Hải 2 tấn gạo, phần còn lại hỗ trợ người dân trong huyện có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh để ổn định cuộc sống trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phát biểu tại các nơi tiếp nhận hỗ trợ gạo, bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Cầu Kè đã ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp tích cực đầy ý nghĩa của các tổ chức cá nhân đã hỗ trợ nguồn lực giúp cho huyện kịp thời hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn ổn định cuộc sống. Ai ở đâu ở đó để chung tay phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả. Ngày 3 tháng 9, ông Phạm Hậu Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Duyên Hải
cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các nhân viên y tế bị nhiễm SARS-CoV-2 khi làm nhiệm vụ tại trạm y tế xã Ngũ Lạc và trạm y tế xã Đồng Xuân. Trước đó, do tham gia thực hiện lấy mẫu ngoài cộng đồng, một số nhân viên tại các trạm y tế xã Ngũ Lạc và xã Đồng Xuân không may bị lây nhiễm bệnh. Tại các nơi đến thăm, ông Phạm Hậu Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Duyên Hải, ghi nhận sự hy sinh thầm lặng. Vì nghề, những nhân viên y tế đem tất cả trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, chấp nhận rủi ro cho mình để chăm lo cho cộng đồng vượt qua đại dịch. Lãnh đạo huyện luôn trân trọng và biểu dương tinh thần cống hiến, hy sinh của những nhân viên y tế. Sau thời gian điều trị tại bệnh viện dã chiến, hiện tại đã khỏi bệnh và tiếp tục tham gia công tác chống dịch tại đơn vị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Dịp này, ông Phạm Hậu Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã trao tặng mỗi đồng chí một phần quà nhằm động viên tinh thần đội ngũ nhân viên ngành y đã nỗ lực hy sinh chăm sóc sức khỏe cho người dân. Lời thăm hỏi động viên tinh thần kịp thời là nguồn động viên rất lớn để lực lượng tuyến đầu vững tâm với nghề, là lá chắn vững chắc trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Trà Vinh, kết quả xét nghiệm PCR hôm nay ngày 4 tháng 9, Trà Vinh ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó huyện Châu Thành 4 ca được sàng lọc trong khu phong tỏa ấp Chăn Mật, xã Hòa Lợi; thành phố Trà Vinh 3 ca được sàng lọc trong khu phong tỏa khóm 4 phường 5; huyện Trà Cú 2 ca, 1 ca là người nuôi F0 được sàng lọc tại bệnh viện dã chiến số 7, địa chỉ khóm 7, thị trấn Định An; 1 ca là F1 đã được cách ly từ trước; huyện Cầu Kè 1 ca là F1 được cách ly từ trước; huyện Càng Long 1 ca được sàng lọc tại chốt cầu Cổ Chiên, địa chỉ ấp 9C, xã An Trực A; huyện Duyên Hải 1 ca sàng lọc trong cơ sở y tế trẻ nhỏ theo mẹ F0 đang điều trị tại bệnh viện dã chiến. Như vậy, tính đến chiều ngày 4 tháng 9, Trà Vinh đã có 1.380 bệnh nhân COVID-19, 781 bệnh nhân được điều trị khỏi, 17 ca tử vong do COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, qua hơn nửa tháng, các địa phương trong tỉnh đã tích cực ra quân thực hiện chiến dịch xét nghiệm, sàng lọc những người nghi nhiễm COVID-19 để bóc tách các trường hợp F0 đưa vào bệnh viện cách ly điều trị và làm sạch dịch bệnh trong cộng đồng, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, qua thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, nhiều người dân bày tỏ lo ngại về tính an toàn lây nhiễm bệnh trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm. Để giúp quý vị và các bạn an tâm hơn về vấn đề này, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Lơn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Trà Vinh sẽ cho biết qua nội dung trả lời phỏng vấn sau đây. Dạ thưa bác sĩ, mới đây thì nhiều người dân bày tỏ lo ngại về việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng với số lượng rất là đông, như vậy thì không có đảm bảo giãn cách xã hội và dễ lây nhiễm bệnh. Xin bác sĩ chia sẻ thêm về vấn đề này. Hiện nay là cái kết quả mà chiến dịch thì chúng ta cũng đã thể hiện, có nghĩa là chúng ta chỉ đạt là 86% là người dân là đến thực hiện cái xét nghiệm sàng lọc. Thì có một số lý do mà chúng ta có thể nêu. Đầu tiên, có thể là có một số trường hợp là người dân họ sợ là vấn đề mà đi xét nghiệm là nếu mà có vấn đề gì thì sẽ gây phiền phức cho bản thân cũng như gia đình. Và cũng có lý do người dân cũng nêu lên là không an tâm mà trong cái quá trình mà thực hiện mà xét nghiệm như thế là đông người thì có ảnh hưởng gì hay không? Và kể cả nhân viên y tế là có đảm bảo được các vấn đề mà vô khuẩn ở trong cái vấn đề mà chống lây nhiễm là ở trong cái vấn đề trong cái quá trình mà thực hiện cái thao tác là lấy cái mẫu xét nghiệm hay không. Thì phải nói rằng vấn đề này thì thực ra mà nói thì trong các cái quy trình chuyên môn là chúng tôi đều là cố gắng ở tuân thủ ở cái mức độ cao nhất để làm sao là vừa là một mặt là chúng ta phát hiện được cái ca F0 trong cộng đồng, đồng thời là chúng ta phải làm sao là chống lây nhiễm là từ các cái trường hợp người dân với người dân và kể cả chống lây nhiễm, kể cả từ nhân viên y tế cho người dân. Và như vậy là tất cả ở các điểm mà chúng tôi tổ chức là test sàng lọc cho người dân là chúng tôi đều có khuyến cáo các địa phương là phải tổ chức là hạn chế tập trung đông người và phải phân bố ở một cái khung giờ nhất định để làm sao là chúng ta hẹn người dân ở một cái mức độ vừa phải. Và trong cái quá trình thực hiện đó là chúng ta phải thực hiện cái yêu cầu về mặt khoảng cách để mà làm sao mà chúng ta là đảm bảo cái yêu cầu 5K của Bộ Y tế, gồm có là cũng thực hiện là 5K để làm sao mà chúng ta áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế. Và một cái vấn đề nữa là các cái trường hợp là F0 là chúng tôi là điều khi phát hiện là chúng tôi đều bóc tách ngay ra khỏi cái khu vực mà có nguy cơ để làm sao là tránh là coi như lây lan ở trong cái nhóm người mà đến thực nghiệm xét nghiệm cùng cái thời gian đó. Và về cái giải pháp chuyên môn thì tất cả các cái những người mà thực hiện cái nhiệm vụ
mà lấy mẫu để mà test nhanh sàng lọc cho người dân là điều được, là chúng tôi là huấn luyện thật kỹ càng về kỹ năng, kỹ thuật để mà thực hiện là làm sao mà đảm bảo là tốt nhất cái yêu cầu kỹ thuật. Và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng yêu cầu là tất cả đều phải có cái gọi là cái bảo hộ là cá nhân là chặt chẽ, cũng như là các cái biện pháp để tránh là lây nhiễm là từ cán bộ y tế qua người dân, đặc biệt là người dân là phải là tức là cái người lấy mẫu xét nghiệm phải mang găng tay, và găng tay này là phải được là khử khuẩn là thường xuyên ở trong cái quá trình mà lấy mẫu, có nghĩa là mỗi lần lấy mẫu là phải khử khuẩn găng tay bằng cồn, và định kỳ là ít nhất là 6 lần là theo khuyến cáo của Bộ Y tế là phải được thay găng một lần. Và chúng tôi cho rằng là với những cái giải pháp căn cơ như thế và cẩn thận như thế thì phải nói rằng người dân cũng nên hết sức là an tâm là hợp tác cùng với ngành y tế cũng như là chính quyền để mà tham gia cái đợt chiến dịch sàng lọc. Bởi vì khi mà chúng ta thực hiện sàng lọc thì cái yếu tố mà sàng lọc là được đảm bảo là đầy đủ số lượng, có thể nói là 100% số lượng người dân mới là cái yếu tố căn bản để chúng ta thực hiện cái thành công của chiến dịch. Và đến nay thì cơ bản chiến dịch này ở tỉnh ta cũng đã kết thúc. Xin bác sĩ cho biết là kết quả đạt được của chiến dịch ra quân xét nghiệm sàng lọc dịch COVID-19 lần này như thế nào? Thì chúng tôi tổng kết là cái số lượng người dân được xét nghiệm là trên 418.000 người. Và như vậy là cái số lượng người này là chúng ta đạt được 86.9% cái số lượng mà người dân mục tiêu mà chúng ta là đề ra kế hoạch từ ban đầu. Và chúng ta đã sử dụng là trên 142.000 là cái test nhanh để mà chúng ta thực hiện. Phải nói đây là một con số mà phải nói rất lớn mà từ trước đến giờ chúng ta thực hiện. Và qua cái số lượng chúng ta thực hiện á, thì chúng ta phát hiện được 37 mẫu gộp là có cái dương tính ở các cái nơi ở trên địa bàn tỉnh của chúng ta. Và thông qua 37 mẫu gộp dương tính này thì chúng ta phát hiện là có 71 người ở trong cái mẫu gộp đó. Và với cái phương châm là tất cả những người trong gia đình là có cái mẫu gộp dương tính là chúng ta đều coi nguy cơ hết. Do đó là chúng tôi là có chỉ đạo cho các địa phương. Khi phát hiện các cái trường hợp mẫu gộp dương tính là chúng ta sẽ lấy mẫu của từng người một, có nghĩa lấy mẫu đơn của tất cả những người ở trong hộ gia đình mà có mẫu gộp dương tính đó để chúng ta thực hiện cái xét nghiệm PCR. Và như vậy là chúng ta có là tổng cộng 118 trường hợp là cái người nghi ngờ, kể cả là trong mẫu gộp dương tính và người trong gia đình có mẫu gộp dương tính là chúng ta xét nghiệm PCR. Và kết quả thì chúng ta đã phát hiện được 42 trường hợp là được khẳng định là nhiễm SARS-CoV-2, có nghĩa là 42 trường hợp là F0 mà chúng ta phát hiện được. Và 42 trường hợp F0 này là chúng ta cũng đưa về các cơ sở điều trị là theo cái phân tầng điều trị. Và như vậy thì phải nói rằng cái tỷ lệ mẫu mà dương tính mà số mẫu của chúng ta mà thực hiện được đó là chiếm khoảng 0.03%. Thì với cái con số này thì thực sự mà nói thì với kế hoạch ban đầu là chúng ta dự kiến là con số khoảng 0.4%. Tuy nhiên mà khi mà chúng ta kết quả ra là chỉ là 0.03% mà thôi là chúng ta có thể còn trong khả năng chúng ta còn kiểm soát được. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như từ đầu chương trình chúng tôi cũng đã chia sẻ cùng quý vị, để kiểm soát tốt được dịch COVID-19 ngày càng tốt hơn thì tỉnh ta đã tích cực ra quân để thực hiện chiến dịch xét nghiệm sàng lọc để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì sau khi mà kết thúc chiến dịch này thì tỉnh ta sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp gì để mà phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả hơn? Trên cơ sở kết thúc cái chiến dịch mà tạm gọi là chiến dịch đợt 1 thì chúng ta sẽ là về mặt chuyên môn là ngành y tế sẽ phối hợp cùng với các địa phương là sẽ ngồi lại là đánh giá cái mức độ nguy cơ, tức là phân loại nguy cơ theo quyết định 2686 của Bộ Y tế để làm sao chúng ta có một cái bức tranh tổng thể cả tỉnh Trà Vinh của chúng ta là nơi nào là nguy cơ rất cao, nơi nào là nguy cơ cao, nơi nào là nguy cơ và nơi nào là bình thường mới. Và trên cơ sở chúng ta đánh giá lại đó thì chúng ta sẽ có một cái chiến lược tiếp theo. Đó là các cái vấn đề nó liên quan tới chiến lược chuyên môn, đó là chúng ta tiếp tục thực hiện là chiến lược xét nghiệm tầm soát để chúng ta tiếp tục là chúng ta rà soát tiếp để chúng ta có thể bóc tách thêm và bóc tách là càng nhiều càng tốt, bóc tách là càng hết càng tốt các cái trường hợp F0 mà hiện nay còn trong cộng đồng để làm sao chúng ta thực sự là làm sạch cái cộng đồng của chúng ta trong vấn đề COVID-19. Đó là vấn đề chuyên môn. Còn bên cạnh đó thì sau khi mà chúng ta đánh giá lại cái mức độ nguy cơ của bức tranh của toàn tỉnh thì lúc đó là ngành y tế sẽ tham mưu
ban chỉ đạo của tỉnh sẽ đưa ra những cái biện pháp hành chính phù hợp để làm sao mà chúng ta là tiếp tục là cùng với cái giải pháp chuyên môn là chúng ta áp dụng cái giải pháp hành chính để mà làm sao là chúng ta kiểm soát tốt cái tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là sẽ tham mưu cho ủy ban tỉnh là có nên hay hoặc là không nên là tiếp tục là thực hiện cái giãn cách xã hội theo cái chỉ thị 16 hoặc là giảm xuống cái chỉ thị 15 là cũng dựa vào là chúng ta đánh giá lại cái yếu tố nguy cơ đó, và chúng ta sẽ áp đề nghị là ban chỉ đạo là chỉ đạo thực hiện một số giải pháp kèm theo, ví dụ như là chúng ta có là coi như tiếp tục là liên quan tới vấn đề mà có cho công nhân trở lại là làm việc hay không, các khu chợ có là cần có được mở cửa lại hay không, và nếu mở cửa thì mở cửa ở trong cái tâm thế như thế nào, ở trong cái biện pháp quản lý như thế nào. Tóm lại là với cái khi mà chúng ta đánh giá lại cái đợt 1 thì chúng ta ngồi lại xây dựng kế hoạch cho đợt 2, và cái đợt 2 đó là chúng ta ngoài biện pháp chuyên môn chúng ta áp dụng là đồng bộ cùng với giải pháp hành chính để làm sao mà chúng ta là đồng bộ triệt để tất cả các giải pháp để làm sao trong một thời gian ngắn nhất tất cả các nơi đều trở về vùng xanh, có nghĩa là trở về trạng thái bình thường mới. Và chúng tôi cũng mong rằng là qua buổi phỏng vấn ngày hôm nay thì đã đem đến cho quý vị và các bạn những thông tin hết sức là cần thiết trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Lơ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Trà Vinh đã dành thời gian để tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh có nhận được nhiều phản ánh của người dân sinh sống trên địa bàn phường 7 thành phố Trà Vinh liên quan đến việc chưa nhận được tiền hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Chính phủ. Trong ngày hôm qua, 3 tháng 9, phóng viên thời sự đã đến một số hộ dân trên địa bàn phường 7 để ghi nhận ý kiến của người dân về vấn đề này. Chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyền ở khóm 8 phường 7 cho biết, gia đình chị hàng ngày có quán hủ tiếu nhỏ trước nhà bán cho người dân quanh khu vực. Từ khi dịch bệnh bùng phát, giãn cách xã hội, quán phải đóng cửa. 2 tháng qua, 7 thành viên trong nhà đều thất nghiệp, mất hẳn thu nhập. Thêm vào đó, cha mẹ của chị Tuyền hiện nay đang ở tại thành phố Hồ Chí Minh, trong khi đi chữa bệnh, chạy thận và cũng đã bị lây nhiễm bệnh COVID-19. Cuộc sống gia đình chị Tuyền rất khó khăn. Bản thân chị mong muốn được sự đồng hành, chia sẻ và nhận được gói hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Chính phủ. Vì em cũng hỏi trên phường thì mấy chú nói mấy chú cũng chưa biết. Tại vì cũng 2 tháng rồi. Thì em cũng buôn bán vậy đó, mấy có mấy đứa nhỏ nữa mà dịch này không có làm gì ra tiền, không có chi phí, rồi mấy đứa nhỏ thì nó cứ sửa tả hoài đó. Cùng con hẻm với gia đình nhà chị Tuyền, một số hộ dân nơi đây cũng gặp khó khăn tương tự. Người thì buôn bán nhỏ, người thì chạy xe ôm, có trường hợp là thợ đóng la phong, tất cả đều đang gặp khó khăn về kinh tế và đang chờ tiền hỗ trợ theo nghị quyết 68. Tiền á sao 78 thì không có tiền gì. Chạy xe ôm á. Cũng lâu rồi, từ hồi dịch tới giờ là chưa 78 không có tiền. Nguyên cái khu 78 luôn không ai có tiền chứ. Ở gia đình thì sống mà làm như u đi bỏ mối này với bán cà phê nè, nhưng mà 2-3 tháng nay thì không có bỏ được cái quán nào hết. Nhưng mà chưa có nhận được tiền gì hỗ trợ hết trơn á. Hằng ngày thì coi như có 2 người à. Rồi bán bánh kẹo này kia nọ, rồi sống hàng ngày vậy đó, chắc có 2 tháng rồi con, tính ra chắc lâu lắm rồi. Rồi là coi như có làm đơn lên phường, thì phường nói là thôi để chờ là coi như không thẳng đi, giải quyết cái đợt thất nghiệp trước, rồi cái đợt thứ 2 gì đó, rồi với số rồi thứ 3 mới tới, mà chưa thấy gì hết. Công việc của em hàng ngày đó, em làm bên mấy bảng hiệu học tiền rồi đó. Cho người ta dí lao phong, đồ đóng lao phong. Thì trừ lúc bùng dịch tới giờ khoảng 2 tháng nay rồi em không đi làm. Không có làm đơn dưới lên phường, rồi phường tiếp nhận đơn. Khi mà em lên hỏi thì phường hỗ trợ cho anh việc. Tới nay nữa là 2 tháng rồi. Rời khu vực khóm 8, chúng tôi đến nhà bà Lê Thị Hồ ở khóm 10 phường 7 để ghi nhận ý kiến của các hộ dân ở đây. Bà Hồ cho biết nhà bà có 6 lao động tự do bị mất việc 2 tháng nay, đã làm hồ sơ gửi và đã được tiếp nhận. Nhưng gần 2 tháng qua mà chưa nhận được tiền hỗ trợ. Khu vực của bà Hồ cũng chưa có ai được nhận gói hỗ trợ này. Tại vì con muốn biết vậy thôi. Muốn biết sao mà mình chưa có cái gói hỗ trợ của chính quyền vậy đó. Cô có gửi cho khóm, khóm đã tiếp nhận xong. Nhưng mà cái gói hỗ trợ này thì cô cũng chưa có thấy nhận được, cho nên cô muốn biết. Cũng gửi là cũng cỡ 2 tháng à. Anh Võ Quang Tuấn ở khóm 5 phường 7 cho biết, gia đình anh có người già mất sức lao động, 2 đứa con nhỏ.
anh và vợ là lao động tự do, không có hợp đồng lao động, bị mất việc 2 tháng nay. Từ khi mất việc, gia đình anh không có nguồn thu nhập nào khác để tạm xoay sở, nên hiện tại cuộc sống rất khó khăn. Dạ, em cũng có lại trụ sở khóm làm giấy rồi, mà cũng khoảng 2 tháng rồi, mà chưa thấy trả lời gì cho người. Em lên ủy ban em hỏi là nói là khóm năm chưa có rồi. Với lại gia đình giờ cũng hai vợ chồng, hai đứa con với ông già rồi thất nghiệp rồi cũng không có làm gì á. Mong ủy ban phường hỗ trợ kịp thời cho em có tiền xây sở. Mang những ý kiến của người dân mà chúng tôi ghi nhận được về chính sách hỗ trợ cho lao động tự do theo nghị quyết 68 của chính phủ, đến trao đổi cùng ông Nguyễn Minh Vũ, Chủ tịch Ủy ban dân phường 7 thành phố Trà Vinh. Ông Vũ cho biết, phường 7 là địa phương đông dân cư với 4.254 hộ dân, 16.403 nhân khẩu. Lao động tự do rất nhiều nên việc thẩm định hồ sơ cho đúng đối tượng mất khá nhiều thời gian. Về cái gói hỗ trợ theo nghị quyết 68 của chính phủ, hiện nay thì tổng số hồ sơ thẩm định trên địa bàn phường 7 là 2.279 hồ sơ lao động tự do. Thì hiện nay đã được phê duyệt ở trên, đã chi trả được là 980 lao động với số tiền là 1.470.000.000 đồng. Thì còn là 1.299 lao động là hiện nay đang chờ ở trên phê duyệt chi trả. Đúng là phường 7 chi trả được là khóm 2, khóm 4, khóm 6, khóm 7 và khóm 9. Thì còn lại là khóm 1, khóm 3, khóm 5, khóm 8 và khóm 10. Nếu mà được phê duyệt, nếu mà có tiền thì ngày đêm sẽ phân công về tại khóm hoặc là tại nhà văn hóa cộng đồng của phường 7 sẽ chi trả cho bà con nếu mà có tiền. Phường 7 thì số lượng dân cư rất là đông, hồ sơ thì lao động tự do rất là nhiều. Do là phường 7 cũng cố gắng, thứ nhất là về thẩm định hồ sơ là đảm phải đảm bảo đúng đủ đối tượng mới có, nên cái khi mà xét duyệt hồ sơ từ cấp ở khóm trước một bước, rồi lên phường sẽ xét thêm một bước nữa coi đảm bảo có đúng đối tượng hay không, nên đó nó có khi nó hơi chậm so với nhu cầu của bà con. Ông Vũ cũng cho biết thêm, trên địa bàn phường có rất nhiều lao động tự do với đủ các ngành nghề, trong đó có những ngành nghề không nằm trong 12 nhóm đối tượng được quy định. Đối với những trường hợp này, phường 7 cũng sẽ tiếp nhận hồ sơ và trình lên cấp có thẩm quyền đề nghị hỗ trợ cho người dân. Theo tiếp nhận thông thường, nếu mà hồ sơ được gửi đi thì chắc khoảng trong vòng chưa tới một tuần, khoảng 5 ngày thì nếu có tiền sẽ gửi về tới địa phương để chi trả cho bà con. Tất cả các hồ sơ của bà con lao động mất việc làm nhưng không đúng theo ngành nghề, theo 12 cái đối tượng mà ủy ban tỉnh quy định, thì có những đối tượng như thợ sắt, thợ bê, rồi thợ đóng la phong hay thợ làm đá hoa cương rồi đó, thì những đối tượng dân, một số đối tượng cũng mất việc, thì tất cả các hồ sơ đó phường 7 vẫn tiếp nhận và tổng hợp báo cáo về trên để đề nghị về trên tiếp tục hỗ trợ cho những đối tượng này, vì những đối tượng này cũng là những đối tượng cũng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid là ngưng nghỉ việc, không có làm. Người dân bị mất việc, mất thu nhập, áp lực kinh tế khó khăn nên nóng lòng được nhận có hỗ trợ để xoay sở trong cuộc sống là điều dễ hiểu. Không chỉ riêng phường 7 thành phố Trà Vinh mà ở nhiều địa bàn đông dân cư cũng gặp rất nhiều khó khăn trong khâu thẩm định hồ sơ để đảm bảo xét duyệt, hỗ trợ đúng đối tượng. Dịch bệnh làm cho cuộc sống người dân bị đảo lộn, ai nấy đều khó khăn. Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị vào cuộc để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Trong giai đoạn này, mọi người cần sự đồng hành, chia sẻ khó khăn để vượt qua đại dịch. Chỉ có thấu hiểu, cảm thông thì mới có thể phát huy được sức mạnh, cùng nhau chiến thắng và vượt qua đại dịch. Chính quyền cơ sở là cầu nối giúp mọi người dời bớt gánh nặng, lo toan trong mùa dịch. Thời gian giãn cách vẫn còn. Đây là lần thứ tư Trà Vinh thực hiện giãn cách xã hội với quy định chặt hơn, quyết tâm nhanh chóng đẩy lùi đại dịch. Giãn cách xã hội chỉ là giãn cách không gian và thời gian, không để giãn cách lòng người. Phải làm cho khoảng cách từ trái tim đến trái tim lại gần nhau hơn để vượt qua đại dịch. Mong rằng từ phản ánh của người dân sẽ được các cấp chính quyền ghi nhận, và như lời của Chủ tịch Ủy ban dân phường sẽ kết nối, sẽ thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, không để ai bị bỏ lại phía sau. Và chúng tôi mong rằng không chỉ có thế, địa phương cần liên kết chặt chẽ hơn để có sự sẻ chia của cộng đồng để lan tỏa tình yêu thương,
cùng chung tay giúp đỡ những người yếu thế. Dịch bệnh COVID-19 rồi sẽ qua, tình người còn ở lại, nghĩa đồng bào còn mãi. Vì cuộc sống an yên, mỗi người chúng ta vì trách nhiệm của bản thân cùng đồng hành và nâng bước người dân đi qua dịch bệnh, dần tới sự phát triển phồn vinh, hạnh phúc và tươi đẹp hơn, bền vững hơn. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, kết quả triển khai nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tính đến ngày 4 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt 76.539 người, trong đó người bán lẻ vé số là 8.175 người, với tổng kinh phí hỗ trợ 117.464.835.000 đồng. Hiện nay đã cấp phát cho 75.354 người với kinh phí 113.844.885.000 đồng, đạt 98,5% so với tổng kinh phí được phê duyệt. Tổng hợp chi hỗ trợ cho các đối tượng cập nhật đến 15 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2021. Đơn vị huyện Châu Thành tổng các đợt phê duyệt 9.484 người, kinh phí phê duyệt 14.022.050.000 đồng. Tổng số đối tượng chi hỗ trợ 9.484 người. Lũy kế chi hỗ trợ từ trước đến hiện tại 14.022.050.000 đồng. Tỷ lệ chi trả đến hiện tại đạt 100%. Số chi trả phát sinh trong 3 ngày từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9 năm 2021 153 người. Số tiền 193 triệu đồng. Số phê duyệt phát sinh mới trong 3 ngày 4.696 người. Đơn vị huyện Duyên Hải tổng các đợt phê duyệt 6.233 người. Kinh phí phê duyệt 9.349.500.000 đồng. Tổng số đối tượng chi hỗ trợ 6.233 người. Lũy kế chi hỗ trợ từ trước đến hiện tại 9.349.500.000 đồng. Tỷ lệ chi trả đến hiện tại đạt 100%. Đơn vị huyện Cầu Kè tổng các đợt phê duyệt 7.811 người. Kinh phí phê duyệt 11.947.260.000 đồng. Tổng số đối tượng chi hỗ trợ 7.811 người. Lũy kế chi hỗ trợ từ trước đến hiện tại 11.947.260.000 đồng. Tỷ lệ chi trả đến hiện tại đạt 100%. Số phê duyệt phát sinh mới trong 3 ngày 1.775 người. Đơn vị huyện Càng Long tổng các đợt phê duyệt 8.632 người. Kinh phí phê duyệt 12.982.500.000 đồng. Tổng số đối tượng chi hỗ trợ 8.632 người. Lũy kế chi hỗ trợ từ trước đến hiện tại 12.982.500.000 đồng. Tỷ lệ chi trả đến hiện tại đạt 100%. Số phê duyệt phát sinh mới trong 3 ngày 2.149 người. Đơn vị huyện Trà Cú tổng các đợt phê duyệt 11.724 người. Kinh phí phê duyệt 17.650.080.000 đồng. Tổng số đối tượng chi hỗ trợ 11.708 người. Lũy kế chi hỗ trợ từ trước đến hiện tại 17.615.280.000 đồng. Tỷ lệ chi trả đến hiện tại đạt 99,9%. Số phê duyệt phát sinh mới trong 3 ngày 3.048 người. Đơn vị huyện Tiểu Cần tổng các đợt phê duyệt 8.996 người. Kinh phí phê duyệt 13.854.910.000 đồng. Tổng số đối tượng chi hỗ trợ 8.965 người. Lũy kế chi hỗ trợ từ trước đến hiện tại 13.728.900.000 đồng. Tỷ lệ chi trả đến hiện tại đạt 99,7%. Số chi trả phát sinh trong 3 ngày từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9 năm 2021, 1.422 người. Số tiền 2.133 triệu đồng. Số phê duyệt phát sinh mới trong 3 ngày 3.679 người. Đơn vị thành phố Trà Vinh tổng các đợt phê duyệt 13.198 người. Kinh phí phê duyệt 20.750.775.000 đồng. Tổng số đối tượng chi hỗ trợ 12.976 người. Lũy kế chi hỗ trợ từ trước đến hiện tại 19.868.825.000 đồng. Tỷ lệ chi trả đến hiện tại đạt 98,3%. Số phê duyệt phát sinh mới trong 3 ngày 4.162 người. Đơn vị thị xã Duyên Hải tổng các đợt phê duyệt 2.579 người. Kinh phí phê duyệt 3.870.710.000 đồng. Tổng số đối tượng chi hỗ trợ 2.525 người. Lũy kế chi hỗ trợ từ trước đến hiện tại 3.787.500.000 đồng. Tỷ lệ chi trả đến hiện tại đạt 97,9%. Số chi trả phát sinh trong 3 ngày
từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9 năm 2021, 222 người, số tiền 333 triệu đồng. Đơn vị huyện Cầu Ngang tổng các đợt phê duyệt 7.207 người, kinh phí phê duyệt 11 tỷ 039 triệu 450 ngàn đồng. Tổng số đối tượng chi hỗ trợ 7.020 người, lũy kế chi hỗ trợ từ trước đến hiện tại 10 tỷ 543 triệu 070 ngàn đồng. Tỷ lệ chi trả đến hiện tại đạt 97,4%. Đơn vị Sở Y tế tổng các đợt phê duyệt 675 người, kinh phí phê duyệt 1 tỷ 997 triệu 600 ngàn đồng. Tổng cộng toàn tỉnh, tổng các đợt phê duyệt 76.539 người, kinh phí phê duyệt 117 tỷ 464 triệu 835 ngàn đồng. Tổng số đối tượng chi hỗ trợ 75.354 người, lũy kế chi hỗ trợ từ trước đến hiện tại 113 tỷ 844 triệu 885 ngàn đồng. Tỷ lệ chi trả đến hiện tại đạt 98,5%. Số chi trả phát sinh trong 3 ngày từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9 năm 2021, 1.797 người, số tiền 2 tỷ 659 triệu đồng. Số phê duyệt phát sinh mới trong 3 ngày 19.509 người. Số phát sinh mới trong 3 ngày từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9 năm 2021 là 19.509 người. Trong đó có 3.792 người là chính sách ngừng việc của tiểu cần Trà Cú do mới phê duyệt chưa làm thủ tục chi hỗ trợ kịp. Bên cạnh đó, Ủy ban dân tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị COVID-19 cách ly y tế tại cơ sở F0 và F1. Tính đến thời điểm hiện nay, Ủy ban dân tỉnh đã phê duyệt 2.423 người với tổng kinh phí hỗ trợ 4 tỷ 936 triệu 360 ngàn đồng. Song song đó, Ủy ban dân tỉnh cũng đã phê duyệt số lượng kinh phí chi trả cho nhóm đối tượng khác gồm 63.911 đối tượng, 681 hộ kinh doanh. Tổng số tiền được dự kiến và phê duyệt gần 98 tỷ đồng. Cụ thể, gồm các nhóm đối tượng giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, hỗ trợ người lao động tạm quản thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật, chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch, hỗ trợ hộ kinh doanh, hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Để kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh chỉ đạo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo nhanh chóng triển khai việc hỗ trợ các đối tượng theo quy định của nghị quyết 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ. Quyết định số 23 ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 59 ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai thực hiện việc hỗ trợ tại địa phương, đồng thời không để người dân nào bị đói. Hôm nay ngày 4 tháng 9, lực lượng công an toàn tỉnh tổ chức tuần tra kiểm soát việc chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, được 402 cuộc với 1.418 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó đã phát hiện 199 trường hợp vi phạm với các lỗi ra đường với lý do không chính đáng, không đeo khẩu trang khi ra đường, tụ tập nhiều người, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 65 trường hợp với số tiền 207 triệu đồng, còn lại lập biên bản chờ xử lý sau. Cụ thể các trường hợp vi phạm ở từng địa phương như sau: Càng Long 33 trường hợp, Tiểu Cần 67 trường hợp, Cầu Kè 5 trường hợp, thị xã Duyên Hải 7 trường hợp, huyện Duyên Hải 8 trường hợp, Cầu Ngang 3 trường hợp, thành phố Trà Vinh 8 trường hợp, Châu Thành 20 trường hợp, Trà Cú 20 trường hợp, phòng cảnh sát giao thông 28 trường hợp, tổng cộng 199 trường hợp. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.